Nguyên. Dạ. Đi đánh pizza với ba không? Dạ đi. Lâu rồi hai ba con mình không đánh pizza. Ba chấp còn 2 bi luôn. Mày nhớ nha, ba chấp còn 2 bi nha. Vì mày đừng lên thay đồ nha. Chi? Con đang làm gì vậy? Ba bất ngờ chưa? Con đang đánh giày cho ba. Con sẽ biến hóa cho đôi giày của ba bóng láng luôn. Làm chị à, ba cảm ơn con. Ba ơi ba, những điều ba dạy không những làm phát huy được sức mạnh tiềm năng của con, mà còn làm thay đổi được tất cả mọi người xung quanh con nữa. Giống như con được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Tất cả là nhờ vào những điều mà ba đã dạy cho con. Ba ơi, con yêu ba lắm. Sao đó con gái, mệt lắm hả? Phải làm chuyện này tới bao giờ nữa hả? Nhỏ nhỏ rồi, nhỏ nhỏ thôi. Ráng đi, ngoan nha. Làm tới khi nào mà mẹ kêu ngưng thì mới ngưng. Không thôi là một hồi mẹ không có cho thịt sườn đó. Nha, cố lên. Gì thịt sườn, cố lên, cố lên, cố lên. Quá. Đó, tình thuốc nó là vậy đó. Chị cũng không biết nữa. Chị nhìn thấy cái đơn thuốc này nằm trong túi áo vest của anh Ngọc á. Nó là thuốc gì vậy em? Hả? Thuốc trầm cảm? Mọi người ơi, chỉ cần cố gắng một thời gian ngắn nữa thôi. Mọi người làm ơn nha. Ba thấy vậy là đủ lắm rồi đó. Thấy kệ nó đi, trời cứ bắt mọi người phải cứ giả bộ hoài. Ba à, ảnh đang điều trị trầm cảm đó. Ba ráng nhiều nhịn anh chút cho ảnh vui cũng được mà ba. Không tin phải không? Hồi nó coi cái bản nó tính giá đi. Chưa thấy một cái thằng nào mà nó làm sai từ đầu đến cuối luôn. Chưa chửi là may lắm rồi. Ba lập ơn giùm con đi. Ráng một chút thôi, một chút thôi nha. Con cũng vậy nè. Con đánh giày cho ba, cái tay con mỏi lắm rồi đó. Con không muốn làm lỡ lên mày vố đâu. Thôi mà con gái ngoan. Mày chùi cho, cố gắng lên đi nha. Ngoan. Cố lên đi mà. Dạ, cô ơi. Vậy là con vẫn phải đánh tù tì thua chú nữa hả cô? Chính xác. Nè, nhưng mà con nhớ nha. Con phải khéo, thiệt là khéo. Con không có được lộ nghe chưa, chú biết đó. Dạ. Cô ơi. Hả? Con vẫn phải khen chú đẹp trai hả cô? Nhưng mà đẹp trai không đó thì thường quá. Con giả bộ, con sáng tạo hơn một chút đi. Con khen con nói là chú ơi sao mà chú hot boy quá. Chú ơi sao mà nhìn chú hấp dẫn quá. Con nhớ nghe chưa? Nha. Dạ. Ủa vậy là con phải đi chơi với ba hoài luôn hả mà? Con cố gắng lên đi nha. Ủa mọi người ráng gì vậy? Ô, ngọc trong đá của ba. Đâu có gì đâu ba. Giỡn thôi ba, đâu có gì phải không con? Giờ mình đi nha ba. Ừ. Ba ơi, ăn cơm xong con sẽ làm cho đôi giày của ba thật là đẹp luôn, loáng bóng luôn. Cảm ơn con gái, giỏi quá. Chú ơi, xíu nữa mình cho ảnh tù tiền nha chú. Con đợi chú đánh pizza về đi. Chắc chắn con không thắng nổi chú đâu. Con sẽ tìm cách phục thù chú. Để coi. Chú ơi, lúc chú cười á, nhìn chú hấp dẫn như hấp bo vậy đó. Chú là bo già thì có. À, dạ ba ơi, ba kiểm tra lại bản báo giá con làm rồi đó. Ba coi có sai sót gì không nha ba. Oh yeah, yeah, oh, very nice. Dạ. Ba đang làm gì vậy ba? Ờ, ba đang tính cái giá nguyên liệu nhập về lần này kìa nè. À, con chưa bao giờ tính toán đúng cả. Nhưng ba đã dạy con phải đối mặt với khó khăn, không được né tránh. Chỉ cần nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được, đúng không ba? Ba ơi. Ừ? Ba để con tính giúp ba được không? Lần này nhất định con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Con làm được mà. Con muốn làm hả? Dạ. Ừ, vậy cũng được, thử coi. Giỏi mày. Giỏi á. Dạ.
Ba nói con á, lần này làm rất tốt, vừa cẩn thận trình bày nó rõ ràng. Ba sẽ giao gì cho con làm? Ba nói thiệt hả ba? Ba tin tưởng con hả ba? Con giỏi thì ba khen con giỏi chứ. Ba làm việc tính toán rất là kỹ lưỡng mà chính xác luôn. Lần này ba sẽ tin tưởng giao gì cho con làm. Con cảm ơn ba. Ừ. Ba ơi, con đã làm được rồi. Chỉ cần nghĩ mình làm được là sẽ được. Con vui quá ba ơi. Giờ người con cứ lần lần như đàn bà vậy đó. Dạ. Tại hạ xin được chỉ giáo. Con đã làm theo lời ba, cứ nghĩ mình sẽ làm được. Cuối cùng thì con đã chiến thắng được đối thủ truyền kiếp còn hai lần liên tiếp. Con đã cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của con rồi. Alo. Dạ. Đồn công an. Dạ đúng rồi. Minh Ngọc là chồng tôi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Chết rồi ba ơi. Bây giờ phải làm sao đây ba? Hồi nãy người ta nói á, ngày mai anh phải lên trình diện ở đồn công an đó. Làm sao là làm sao? Trái đừng là phải nộp phạt. Phạt bao nhiêu? Bao nhiêu? 50 triệu hả? Trời ơi trời, cái thằng này nó quá ngoại mà. Ba nhất định không có nộp phạt cho nó chết đi. Thôi mà ba, dù sao ngày mai anh cũng phải lên trình diện ở đồn công an rồi. Ba cho anh một ngày thôi, một ngày hôm nay thôi. Ba cho anh thư giãn đi, ba đừng có la anh nữa. Cái thằng phá hoại mà. Ba ơi, đêm nay trôi qua, rồi ngày mai có chuyện gì nữa? Sau khi làm theo lời ba dạy, mỗi ngày trôi qua với con thật hạnh phúc. Con linh cảm ngày mai, niềm hạnh phúc sẽ còn lớn hơn nữa. Con cảm ơn ba nhiều. Dạ alo ạ. À, ba hả ba? Dạ. À, chị con mới vừa đi ra ngoài rồi. Dạ. Mà bà ơi, chị con nói là muốn tới phụ cho bà đó. À, nhưng mà nếu như mà tụi con tới đó thì bà sẽ trả cho tụi con 10 triệu thiệt chứ bà. Tâm Anh, con mới nói gì đó? Cô hả? Cái đồ xấu xa Tâm Anh, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hình như Tâm Anh đã nói á, Tâm Ý đã quyết định đi qua đó rồi thì phải. Vậy hả? Nếu mà tụi nó đã muốn đi rồi thì mình cản con không được đâu, để đi đi. Con nói gì vậy? Giữ con Tâm Ý ở lại. Nó đã muốn đi rồi thì mình giữ rồi làm cái gì nữa? Sao lại không giữ? Thử hỏi bây giờ đi kiếm khách coi có cái đứa nào nó làm giỏi như con Tâm Ý hay không. Ba quyết định giữ lại. Ba, nhưng mà bên kia người ta trả tới 10 triệu lần đó. 10 triệu đâu ra mà con trả? Thì bây giờ trả nó cho thêm chút đỉnh, mình giữ nó lại. Có cái gì đâu. Con không có trả nổi 10 triệu đâu ba. Con không trả bây giờ ai là chủ nhà? Ba là chủ nhà, ba có thể ba bỏ tiền nó ba trả mà. Nhưng nó đã muốn đi rồi, bây giờ ba bỏ tiền ba trả nó cũng đi à. Cái đó là tại con lại ghét, nên con muốn nó đi. Nó là không được, ba lại thôi. Bây giờ ba có giữ tiền ba mà thấy nó làm tốt rồi. Thôi, không được, không có tiền. Để nó đi đi. Truyền cho chị Tâm Ý đi hay không? Đã chia người trên sofa ra thành hai cánh. Cánh hữu thì muốn chị đi, cánh tả thì muốn chị ở lại. Chào Lâm Chi. Mày hay lắm, mày giỏi lắm. Đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đâu bay. Là sao Lâm Chi? Tao nuôi mày mập thấy, rồi mày bỏ nhà tao mày đi. Mày xin lỗi nha Lâm Chi. Trời ơi xin lỗi gì mày ơi. Mày không có hiểu mấy câu mà ăn quả nhớ nguồn, uống nước nhớ kẻ trồng cây. Mày không hiểu mấy câu tục ngữ tới đâu. Lâm Chi ơi. Dạ. Bạn nói sai sai rồi đó. Sai gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mới đúng chứ.
Mày tính bắt lỗi tao hả? Giờ tao nói cỡ nào mày cũng đi à? Tại vì chị Tâm Ý nói là nếu mình ở đây thì mình sẽ bị Lam Chi đánh hoài. Sao đánh mày nào? Mày giúp việc cho nhà tao thì mấy lúc tao buồn buồn tao lên tao quẹt quẹt mấy cái thôi. Vậy mà đánh đó hả? Quay qua nhà đó mày còn bị đánh dữ hơn tao nữa. Lúc đó thì mới thấy cái cảnh. Không có đâu. Ở bên đó chỉ có một mình bà thôi à. Mà bà hiền lắm. Trời ơi, chắc hiền. Chắc hiền à, trời ơi trời. Ê Ngọc Khai, Ngạm Bệnh có nuôi chó không? Bạn hỏi anh chi vậy? Bà không đánh mày, chuyện chó nó cũng tát mẹ. Cũng chạy ra còn hơn nữa. Mình xin lỗi nha Lâm Chi. Mình xin lỗi bạn nhiều nha. Nhưng mà mình cũng sẽ quay về thăm bạn mà. Thôi khỏi đi mày ơi. Mày thương tao thì mày đâu có đi. Nếu mà gặp tao nha, là tao không đi, tao ở lại đây rồi đó. Tao nói trước nha, cái nhà này nè, nhiều tình thương dành cho mày lắm á. Nhất là tao nè. Suy nghĩ kỹ lại đi. Nè, tao cho mày á, ăn đi. Nhớ nha, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. À mà quên, nếu gặp tao á là tao không có đi rồi đó Tâm Anh. Suy nghĩ kỹ lại đi nha. Nhà này dành tình thương nhiều cho mày lắm á. Sách hay lắm đúng không? Ờ, hay quá trời luôn á. Ôi mẹ ơi, tao là mẹ mày hả? Nhỏ này, ai cho phép mày dám đọc truyện của tao? Sách này của bạn đó hả? Ôi trời đất ơi, bây giờ bộ nó làm không biết luôn kìa. Ôi trời ơi, ngạc nhiên chưa? Mình tưởng bạn đi học về trễ chứ Lam Chi. Đúng là vắng chủ nhà, gà ăn vụn tôm à. Tao đi học về trễ thì có liên quan gì tới mày? À, thì ra những lúc tao đi học về trễ mày đều lén đọc chuyện của tao chứ gì? Không có đâu Lam Chi. Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi. Không có đâu Lam Chi. Hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên thôi. Tao đánh cho mày điên luôn bây giờ. Mình xin lỗi. Nhưng mà bạn không thể cho mình mượn được hả Lam Chi? Mượn hả? Quá mệt mỏi Tâm Anh đây. Mượn gì mượn hoài à. Thôi được rồi. Nè, đọc đi. Nhưng mà mày phải hứa giữ gìn sách của tao thật sạch sẽ đó nha. Ờ, ôi trời ơi, trời ơi. Cô gái tự tin đó là cô gái tự tin. Giật luôn kìa, oh my god. Nhưng mà nãy bạn nói là đọc đi còn gì. Phải suy nghĩ lên Tâm Anh. Tao đang lừa mày đó. Được chưa? Mày phải hiểu là tao không bao giờ cho cái bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào đồ của tao. Tránh ra đồ đáng ghét. Năng lượng mặt trời cô ơi. Ủa con làm gì đứng đó vậy? Dạ, con chào chú, con đợi để đánh răng á. Ủa, có người trong đó hả? À, dạ, cô với Lam Chi còn ở trỏng á. Ồ. Trẻ thiệt chứ. Cô. Ừ, chào con. Nè, Sĩ. Lại táo bón nữa hả chị? Con bé nó bị táo bón hoài, bây giờ phải làm sao đây? Cái này chị phải thay đổi khẩu phần ăn cho bé thôi, còn không thì chịu à. Chán thiệt chứ, nó ngồi ở trong đó nãy giờ 30 phút rồi đó, mà đi có cục phân minh lớn gì à? Y như phân em bé vậy. Tịnh đó. Ơ, bạn xong rồi hả? Tránh ra coi, đang khó chịu cản cản đồ hoài.
ghen bé. Không biết nhỏ đáng ghét đang làm gì vậy cả. Ê, làm gì vậy? Mình vui thôi. Vậy vui thôi mà. Đưa đây cho tao. Không được, cái này là cũng mừng. Ê, sao đồ ngã kìa? Hả? Đâu? À. Thôi, trả lại cho mình đi. Đưa mà. Giết mày giết cái gì đây? Mày giết gì vậy? Ờ, thì tại mình thích đọc truyện tranh, với lại không có tiền mua nên chị mình kêu giết thử coi sao. Đau bụng quá à. Mày cũng viết truyện tranh nữa hả? Tác giả truyện tranh tâm tanh lanh chanh. Ôi nè, trả lại cho mình đi, nhanh lên. Đưa đây, mày thả tao ra. Trả lại cho mình. Tao đã nói rồi, bất cứ cái gì trong nhà tao đều là của tao hết. Nè, Tâm Anh, xuống đây giúp chị cái này. Dạ. Tập trung nha, tập trung nha, cố gắng thắng chân này nha bạn. Dĩ nhiên rồi. Hai ơi, hai anh, em kể này cho hai anh nghe nè. Cái này mắc cười lắm. Tâm Anh hôm nay cũng ngoài đặt viết chuyện nữa. Câu chuyện nó đặt tên là Câu chuyện về cục phân em bé. Cái con nhỏ này đúng là dơ bẩn. Cái đó mà nó cũng viết được hết trời. Đúng không? Để em đọc cho hai anh nghe nha. Vô. Câu chuyện có tựa đề Phân em bé. Cái gì kỳ vậy? Đúng rồi, kỳ thiệt chứ bộ. Trong bồn cầu nọ có một cục phân em bé khóc lóc rất đáng thương. Cục phân mà làm gì biết khóc được nữa, tưởng nó là người chắc, đúng là đồ điên thiệt. Em đọc tiếp tục nha. Vô. Chị gió bay qua thấy vậy cất tiếng hỏi. Cái gì vô duyên vậy, đi qua đây nè. Chó làm gì có miệng mà cất tiếng hỏi chứ. Em cũng thấy vô duyên, nhỏ này đúng là đồ điên thiệt mà. Đau bụng quá. Nhạt nhẽo thiệt chứ. Phân em bé à, phân em. Phân em bé à, phân em bé à. Phân em bé hà, vì sao em khóc? Ba em vẫn còn trong bụng người ta, chỉ có mình em rơi xuống đây thôi. Em đừng khóc nữa, ba em sẽ ra ngay mà. Em ráng chờ thêm một chút nữa thôi. Ba ơi, khi nào ba mới nghe với con vậy? Lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng động lớn. Nước chảy xối xả, cuốn trôi đi cục phân em bé. Ba ơi, ba ơi. Phân em bé hét lên trong sự sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn trôi theo dòng nước. Phân em bé rơi xuống cống, nhưng may mắn là nó đã leo lên được một hộp giấy nhỏ. Nhưng bất ngờ, lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một đàn chuột độc ác. Cục phân em bé này coi cũng được đó chứ. Phân em bé nghe chuột nói thấy sợ quá, liền quay đầu bỏ chạy. Lũ chuột đuổi theo, bắt cục phân em bé. Cục phân em bé dần dần đuối sức không chạy được nữa. Và ngay lúc đó... Ủa? Sao vậy? Hết rồi hả? Hí, cái con nhỏ này thiệt là. Chào hai đứa. Dạ, con chào dạ. Cô. Con chào cô. Nè, con lấy cà rốt với rau củ, khoai tây đồ con rửa sạch rồi cất tủ lạnh cho cô. Dạ. Ngày hôm nay con nấu cháo với lại khoai tây, cà rốt với đậu Hà Lan nha. Mỗi ngày là phải thay đổi một món cháo. Cô nhất định là phải trị dứt cái bệnh táo bón cho con làm chi mới được đó. Dạ, con biết rồi cô. Ờ, à, còn một chuyện này nữa. Con gom hết đồ vét của mọi người đó để cho cô đi hấp nha. Dạ, con biết rồi cô. Cô đi công chuyện lát cô về. Dạ. À, ui á. Mày viết đoạn tiếp theo liền đi. Nhưng mà mình chưa biết đoạn tiếp theo mà. Bạn nói gì vậy? Nhưng gì nữa lên viết đi. Khoan đã, khoan. Khoan này đi em. Không biết khi nào mình nhặt xong cái đống này. Số tôi khổ quá vậy trời. Ủa? Sao em lại ở đây? Hả? À, Lam Chi nó bắt em vẽ chuyện cho nó đọc á. À.
Thôi anh kể cái gì nữa. Cái gì vậy nè, sao mà nó lộn xộn vậy? Hả? Ba ơi, cái giá bán sao hôm nay ba lại tính mấy cái này nữa? Bà để con tính cho, mấy cái này con làm được mà. Mày đánh tôi coi, mày đánh ra, đánh ra, đánh ra. Đồng ý, vô nhờ một cái. Dạ. Sao ngồi lặt giá vậy? Xuân khổ lắm, đừng hỏi ngoài. Để lên, để lên. Đánh ra, đánh ra, đánh ra. Bây giờ vậy nha, mày đi ra ngoài kia. Vô đây con. Dạ, ông gọi. Nếu không làm cái gì á thì con tính giùm ông cái này nha. Tao rắc rối lắm đó. Dạ. Con tính hả ông? Ừ. Để con tính cho ba, cái này con tính được mà. Ông thấy là con tính toán giỏi cho nên giúp ông làm liền cái này cho ông. À, nhưng mà con đang nấu cháo không? Con không có bỏ đi được. Cháo lúc nào nấu chả được. Bữa nay không có thằng Sĩ nó ở nhà cho nên ông mới nhờ con. Dạ, tại vì nấu cháo rất là dễ bị khét cho nên con phải đứng khuấy liên tục. Hay là ông để con nấu cháo xong rồi con vô con tính cho ông nha. Đây. Đây, mày đi khỏi cháu. Còn con, mọi người. Ủa, con phải khuấy cháu hả ba? Không lẽ tao. Vậy còn bản báo giá này? Đi ra khuấy cháu. Dạ. Tính đi con. Số liệu này nghe, tới đây nè, nó hơi rắc rối. Dạ. Ừ. Thầy kể nó đi. Đây đây. Dạ. Con so sánh đi. Sao con lạc giá vậy? Bất đắc dĩ lắm con phải làm thôi. Ủa, sao ba đứng nấu khoai cháo? Bất đắc dĩ ba mới phải làm thôi. Làm gì vậy? Giết ông chưa? Mình nằm nãy giờ, mình nghĩ ra đoạn cuối mà nó không ra. Trời ơi là trời, tôi phải chứ nhặt từng cọng giá gì nè mà nó nằm ở đây nó hưởng thụ. Mày sung sướng quá mà, đúng không? Khổ cái tấm thân này. Nhưng mà... không có nhân trả gì hết cho, đưa đây cho tao. Bạn đọc được bao nhiêu thì đọc. Khổ tấm thân này quá mà. Tôi cũng khổ quá. Và cũng ngay lúc đó có một âm thanh không biết từ đâu phát ra. Bạn hãy đi hướng này. Phần em bé vội nhảy lên hộp của phân chuột bé. Mình sẽ chỉ cho bạn con đường để chạy thoát. Mình là phân chuột bé. Còn mình là phân em bé. Đi theo con đường của phân chuột bé chỉ, cho nên chúng đã thật sự thoát được ra ngoài. Chỗ này an toàn rồi, mình phải về nhà đây. Nếu bạn không có chỗ nào để đi thì hãy về đó với mình. Phân chuột bé nói một cách thân thiện. Mình phải ở đây để chờ ba mình tới. Sau khi chia tay với phân chuột bé, phân em bé đã ở đó một mình chờ ba. Phân em bé rất nhớ ba. Càng nhớ phân em bé càng thấy cô đơn. Phân em bé giật mình vì nghe tiếng rào rào. Điều bắt đầu nặng hạt. Phần em bé bị tan dần trong nước mưa và trôi đi mất. Đừng mà, tan trong nước thì làm sao gặp ba? Ủa, lại hết ngang giữa chân rồi. Cái con nhỏ này thiệt là. Mày vô đây mày ngồi mày viết đi. Nè, ngồi xuống viết. À khoan đã, làm chi? Sao mày chưa chịu ngồi xuống viết nữa? Chẳng phải bạn rất ghét mình sử dụng đồ trong phòng bạn hả? Thì tại tao hết cách nên tao mới cho mày sử dụng đó. Giờ mày ngồi xuống mày viết nha. Mày viết xong mày báo cho tao liền. Tao ngồi tao canh mày á. Ngồi xuống. Đó, màu đó, tô đi. Gì? Sao chưa chịu viết nữa? À, làm chi nè. Bạn có thể cho mình mượn cái giấy chì này của bạn nữa. Cái con nhỏ này, mày còn dám hả? Ờ, không được thì thôi. Thiệt tình, nó làm khó tôi hoài. Cảm ơn anh chi nhiều. Dứt đi. Gì? À,
mà được uống một ly sữa thì chắc mình sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn Lam Chi nhiều. Thì đi ra ngoài. Em kêu bà không ngủ không? Mắc gì tao phải ngủ. Xong rồi thì đi ra ngoài. Khoan lại em kêu. Trong lúc để đọc cái này á, đừng cho mình mượn. Không ngủ bông của bạn được không? Không được, đi ra ngoài. Đi, đi, đi. Đi ra ngoài. Cả ngày mưa rơi không ngớt, tới tối vẫn còn mưa. Đã nói là mình không được ngủ mà, sao cứ buồn ngủ hoài vậy? Bé ơi, con buồn ngủ quá, bé ơi. Thế là Phương em bé chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, khi trời hừng sáng, Phương em bé hòa vào dòng nước mưa và trôi đi từ lúc nào. Chị gió bay ngang qua, thấy vậy cũng tiếc thương cho Phương em bé. Thật là đáng thương, cuối cùng Phương em bé đã biến mất mà chưa kịp gặp ba. Ước gì Phân ba tìm được Phân em bé. Có một cô bướm xinh đẹp bay ngang qua cũng cảm thấy buồn khi nghe câu chuyện này. Và rồi một ngày nọ, ngay tại chỗ Phân em bé chờ ba ngày trước, đã mọc lên một cây non. Chị gió nhẹ nhàng hỏi: Em ở đâu tới đây vậy? Chị chưa từng gặp em bao giờ. Cây non trả lời: Có phải chị gió không chị gió ơi? Bộ chị không nhớ em hả? Lần đầu tiên chị gặp em mà. Chị gió ơi, chị nhìn kỹ đi, em là Phân em bé nè. Phân em bé đã được sinh ra lần thứ hai dưới hình ảnh của một cây non. Từ bây giờ trở đi, Phân em bé có thể ở đây thật lâu để chờ ba. Và tối hôm đó, cây non đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó nằm mơ được gặp lại ba của mình. Con biết nha, kể từ ngày hôm nay con không được ăn cái gì khác ngoài cháo rau củ thôi đó. Mẹ phải trị giúp bệnh táo bón của con đó. Biết rồi. Đây mẹ. Con phải nuốt hết cho mẹ. Tâm ý. Ngục Vân ba ơi, mau ra ngoài lẹ đi. Ơ, anh như ra nè. Yeah, chưa ra rồi. Yeah. Ơ, cuối cùng cũng ra rồi. Yeah. Đi an toàn nha Vân ba. Nhớ là nhất định phải gặp cuộc Phân em bé đó. Tạm biệt.